Ba Phim Việt Nam phát hành bộ phim Chuyện về chàng Dượng. Phong man mong nhi lữ yêu lê, nhất thị trong nhập chuyên so kỳ. Như lê hoàn sầu sinh hỏi trong tham hiểm yên phê. Vịnh Ngân Tuyến ở Tây Cung sáng nay đã treo cờ đỏ, thông báo bởi khu vực này sẽ gặp nguy hiểm. Đoàn đại diện phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đã được Trung ương phê duyệt đến Hồng Kông làm phỏng vấn. Phi hành gia Dương Lợi Dĩ cũng sẽ theo đoàn đến Hồng Kông. Đoàn đại biểu sẽ có mặt trong những buổi tọa đàm. Phi hành gia Dương Lợi Dĩ sẽ biểu diễn một bài hát trong buổi lễ Dùng Trời của Rồng. 500 vé vào cửa đã được phát ở các khu vực. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Gia súc Hồng Kông cho biết. Cô chưa nói phát vé ở chỗ nào mà. Anh Thủy à, anh nghĩ họ phát vé ở đâu vậy? Thì nói gì vậy? Ê, bị mấy hội viên hỗ trợ làm tức muốn chết. Đứng ngoài đường phát vé coi phi hành gia làm không còn đường đi luôn. Trời, anh Thủy, đi theo tôi. Gì đi. Vậy? Trời, đi đi. Hai người làm gì vậy? Trời ơi, trời ơi, phát vé lớn dữ vậy trời ơi. Trời ơi, trời ơi, không đến ra, làm không đến ra. Trời ơi, ở trong đó họ chặt cứng luôn. Nhưng mà xin được hai vé đi coi biểu diễn với chị, dẹp chết cũng đáng. Ai nói đi coi với tôi, còn thằng Dượng nữa mà. Ha, thằng Dượng mà biết được đi coi phi hành gia chắc là nó mừng lắm. Ê, nay chừng nào đi coi vậy? Trời ơi, chị coi nè, thì ra là do Tập đoàn Quốc tế Trung Thị tài trợ chính nè. Sao chị xé rách vậy? Không lẽ tôi còn cho thằng Dượng gặp kẻ xấu xa đó sao? Trời ơi, nè. Anh Dương Lợi Dĩ, thân yêu, anh có khỏe không? À, vợ bé nhỏ về rồi. Em xin lỗi, em chỉ làm chức nhỏ ở công ty, không lấy được vé Dùng Trời của Rồng. Hả? Hôm nay má tới chỗ quỹ ban hỗ trợ cũng không lấy được. Vậy là anh không có gặp được Dương Lợi Dĩ rồi. Coi tivi cũng được mà. Không có giống nhau đâu. Anh không gặp được Dương Lợi Dĩ thì đâu có thể giao nhật ký vũ trụ này tận tay ảnh được. Nhưng đâu có cách nào khác chứ. Anh Dương, em có mua cuốn tạp chí, trong đó có bài báo viết về Dương Lợi Dĩ. Anh cứ coi cho đỡ buồn nha. Tự nhiên nha. Nè cậu Quắc. Dạ. Tôi dặn cậu chừa hai vé cho vợ chồng cậu Dượng. Cậu đưa cho họ chưa? Trời, em quên mất rồi. À, thật ra coi trực tiếp còn hay hơn hả? Sao cậu không về coi trực tiếp đi? Có cần phải vậy không? Vì thằng khùng đó mà la cậu. Cậu cũng kỳ thật đó. Anh cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Đó là ân nhân cứu mạng. Trời ư. Như vậy cũng là cứu cậu rồi. Phóng viên chưa tới hãy liên lạc, hay cô hãy cười nhiều chút giùm tôi cái đi. Anh Richard. Chuyện gì vậy? Tôi có người bạn rất muốn coi buổi biểu diễn này, nhưng ảnh không có vé. Tôi muốn hỏi anh, cho anh đứng sau cánh gà coi có được hay không?
Tôi thì chức nhỏ lợi nhẹ, cô Kỳ thì tiện hơn, biết đâu còn có thể lấy được vé khách mời cái bánh trái nữa. Tìm cổ đi ha. Tìm tìm. Cô Phụng. Ông Chung. Cầm lấy đi. Alo. Anh Dượng, là em đây. Anh mau đón taxi tới đài truyền hình ngay đi. Không được đâu. Anh phải thu hình Dương Lợi Dĩ sắp phát rồi. Em đã xin được vé cho anh rồi. Anh tới đây có thể nhìn thấy ông ấy đó. Có thật không? Thật mà, anh tới liền đi. Em đợi anh ở ngoài cửa đài truyền hình nha máu. Vậy em đừng có đi đâu. Anh sẽ tới liền. Quỳnh nói cho má biết rồi. Má ơi, con là Dượng nè má. Chuyện gì vậy Dượng? Vợ bé nhỏ xin được vé cho con rồi. Bây giờ con đến đài truyền hình gặp Dương Lợi Dĩ đây. Ê, con đừng có đi nha. Dạ, đi hả? Ừ, tạm biệt má ha. Má nói là con đừng có đi. Tới đâu? Anh ơi, tới đài truyền hình cho em nha. Dượng à, con đừng có đi mà, Dượng. Dượng, con có nghe không? Con đừng đi. Dượng à, đừng có đi. Dượng, Dượng. Mình không thể để cho họ gặp mặt. Nhất định không được. Mau lên. Ba, đoàn đại biểu sắp đến. Có việc cậu ra ngoài chuẩn bị nha. Cha, quái vật kìa. Anh ngoan ngoãn ngồi đây đừng có chạy lung tung nha biết không? À. Bây giờ em phải đi làm việc, xong rồi em quay lại đón anh nha, hiểu không? Ừ? Hiểu rồi. Anh giữ vé đi. Ừ. Nè, Tím Ba, đi đâu vậy? Con trai tôi đang ở trong đài truyền hình, tôi phải vào tìm nó. Tím giờ cũng được đâu, hay là Tím gọi điện kêu anh ra đi. Hả? Vậy... Bác ơi, bác. Bác ơi, bác. Bác, bác. Ngồi đi. Sao bác lại ở đây vậy? Tôi cũng muốn gặp Dương Lợi Dĩ mà. Lúc nãy vợ bé nhỏ đưa con vô đây nè. Cậu có việc ra ngoài rồi. Lúc đầu con hơi sợ, nhưng bây giờ thấy bác con bớt sợ rồi. Vậy tôi ngồi đây với cậu nghe, cậu đừng sợ ha. Dạ được. Dưỡng à, con có nghe không? Dưỡng, Dưỡng. Dưỡng à. Má ơi, má ơi. Dưỡng, con mau ra đây đi. Má đang ở trước cửa đài truyền hình nè, má đợi con đó. Má ơi, con phải gặp Dương Lợi Dĩ. Ôi trời ơi, má chóng mặt quá. Con mau ra đưa má đi cấp cứu đi. Má ơi, má sao rồi, má thấy chóng mặt hả? Ây da, đau quá. Con mau ra đây cứu má đi, nếu không má chết đó. Hả? Má ơi, đừng chết, con ra cứu má liền nha. Có chuyện gì vậy Dương? Bác ơi, bác gặp Dương Lợi Dĩ, bác nhất định gửi nhật ký vũ trụ này giùm con nha. Con đi nghe, bye bye. Dương à. Má, Dương. Má ơi, má, Dương, má sao Dương. Rồi? Má ơi, má đi sao con. Rồi? Theo má về nhà đi con, đi. Hả? Hồi nãy má nói chóng mặt mà. Má nói là má sắp chết mà. Vậy sao? Con theo má về nhà thì má hết chóng mặt liền à. Má về nhà hết chóng mặt thì má về đi. Con muốn gặp Dương Lợi Dĩ. Ngoan ngoan đi con, ngoan đi, ngoan đi. Con muốn gặp Dương Lợi Dĩ à. Con phải đi. Theo má về đi mà. Đi con đi. Đi mà. Con phải gặp Dương Lợi Dĩ. Xin lỗi nha. Tu Liên, không lẽ là Tử Tuệ? Tử Tuệ, nói cho ba đi. Ba, ba. Gọi ba đi. Nói cho ba nè. Ba, ba. Gọi ba đi.
Sao tôi lại có đứa con khờ như vậy? Cả thế giới này nói nó khờ cũng được, nhưng anh và em thì không được. Anh là ba của nó mà. Về đi con. Con muốn gặp Dương Lợi Vĩ, con muốn gặp ba. Con muốn gặp ba, con mới tìm được Dương Lợi Vĩ. Con mới được gặp ba của con. Con mới gặp Dương Lợi Vĩ. Con không về đâu. À Vinh, lâu quá không gặp. Ý, anh Trần đúng lúc vậy. Tứ Tuệ, đứng lên. Ý, con trai của anh hả? À, không phải, con nhà kế bên, tôi giữ dùng họ thôi. Có cái gì con, chứ ngoan đi theo má về đi con, đi. Đi mà. Đi con. Con muốn gặp Dương Lợi Vĩ. Dương à, con lấy cúc băng về coi đi, chứ không lấy đâu. Dương, Dương. Con sao rồi? Hồi nãy đài truyền hình có xảy ra gì không? Hồi nãy tôi đến đó thì nó đã vào đài truyền hình rồi. Cũng may tôi khôn lanh gọi điện thoại 3G cho nó. Gạt nó là tôi không khỏe, cho nên mới dụ nó ra được đó. Vậy là chuyện này đã chứng minh được thằng Dương là con hiếu thảo. Nè, nó thích coi Dương Lợi Vĩ, lại thích hỏi chuyện của ba nó, vì chị mà nó từ bỏ hết rồi. Nó giận tôi đã gạt nó, lúc về trên taxi nó không nói tiếng nào với tôi hết. Cũng may tôi lật đật gọi điện thoại cho anh Thông, nhờ ảnh thu lại chương trình đó, nếu không nó còn giận dài dài. Thật ra thì thằng Dương nó lớn khôn rồi, cho dù ông ta nhìn thấy cũng đâu có nhận ra nó, làm gì chị sợ. Tôi chỉ có một mình nó thôi, anh tưởng tôi muốn gạt nó, muốn nó buồn sao? Tôi cực khổ nuôi dưỡng nó, trốn tránh ổng 20 mấy năm. Tôi quyết không để ổng tìm ra thằng Dương đâu. Một chút cơ hội cũng không thể liều lĩnh. Ờ đúng rồi đó. Chị không gặp ông ta tốt. Tốt lắm, đúng. Bữa biểu diễn này rất thành công. Đặc biệt là khi phi hành gia xuất hiện, phản ứng khán giả rất đồng nhiệt đó. Đó cũng nhờ ông Trung đứng ra tài trợ, nên buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. À, có cơ hội sẽ hợp tác được. Đương nhiên, đương nhiên. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt ông Trung, tạm biệt, tạm biệt. À, cậu Quán à, cậu đi xe của Tử Thông đi, tôi còn phải đi chỗ khác. Anh Hai à, chị Hai đang đợi anh về nhà ăn cơm. Mọi người ăn trước đi hả? Con nghĩ ba con đi đâu vậy? Hồi nãy khi coi biểu diễn tâm trạng rất bần thần, cậu nghĩ chắc là chuyện quan trọng. Hoặc là đang nghĩ kế hoạch mới. Nếu để cho cậu đoán được ba đang nghĩ cái gì thì đâu còn là Chung Cẩm Vinh. Chú Cờ, cho tôi xuống đất trước đi. Dạ. Trời ơi, xe xịn đó. Phải ha. Chú Cờ, chú không cần xuống xe. Chú vòng đâu đó một lát đợi tôi. Tôi gọi chú quay lại đón tôi. À, về được ông Chung. Trời, mau lên đi. Mau lên đi. Nghĩ lâu quá. Lâu quá trời luôn. Cần gì lẹ đi chứ. Lẹ lên. Lẹ lên. Nó biên rồi đó. Lâu quá. Lâu quá. Lẹ đi, lẹ đi. Lẹ đi. Đuổi theo, đuổi theo. Tú Liên, alo, anh Thủy hả? Có người đang theo sau tôi đó. Bây giờ tôi đang ở trong toilet công cộng nè, anh mau đến đi. Trời ơi, anh đến nhanh lên đi.
Chị Liên ơi, chị có trong đó không chị Liên? À, anh Thủy. Ra đi. Hả? Ra đây đi. Có đàn ông đi theo chị, chị mừng mới phải chứ. Trời ơi, mừng cái gì mà mừng. Đi đi, nhịn gì nữa đi. Con muốn gặp ba, con phải tìm Dương Lệ Dĩ con mới gặp được ba. Anh Dương à, anh về ngủ đi. Tiệm chè chưa mở cửa, anh dậy sớm quá làm gì vậy? Giờ ba nhỏ à, em cho anh đi với em đi. Anh có tâm sự suốt đêm không có ngủ được gì hết. Anh có tâm sự. Anh có tâm sự gì vậy? Thì vì chuyện hôm qua tới đài truyền hình không có gặp được Dương Lệ Dĩ, không thể hỏi chuyện của ba anh được. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi đừng có nghĩ tới nữa. Vé đó là ông chủ cho em, không biết ông có nghĩ em không nể mặt bỏ phí vé hay không nữa. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi đừng có nghĩ đến nữa. Em thì không sao rồi, người có tâm sự là anh phải không? Ờ, phải ha. Dưỡng. Dưỡng. Má. Thì ra con ở đây hả? Dì Liên. Sao má gọi mà con không trả lời vậy? Ý, điện thoại ba ri của con đâu rồi? Ê, con bỏ quên ở nhà rồi. Con phải nghe lời đó. Hễ ra khỏi nhà thì phải đem điện thoại ba ri theo. Nếu không bị người ta bắt đến đài truyền hình là má lo muốn chết luôn. Con chỉ muốn anh Dượng vui thôi mà. Thằng Dượng nó không theo cô á thì tôi mừng lắm rồi. Em đi làm nha anh Dự. Anh chưa kể hết tâm sự của anh mà. Nhưng bây giờ em phải đi làm rồi. Ở cô ngoại qua đằng sau, qua đằng sau đi. Nè, Dượng à, đừng cản trở phụ nó đi làm. Trời ơi, bộ nó ăn không ngồi rồi như con sao? Ăn không ngồi rồi là sao vậy chú sầu lớn? Nhìn coi như là con sâu ăn hại vậy. Không có gì chị làm, suốt ngày xòe tay ra xin tiền má xài. Nè, anh đừng có nói bậy bạ nha. Ai là sâu ăn hại chứ? Dù gì tôi cũng là chủ nợ của nhà anh đó. Ngồi đằng sau, ngồi đằng sau đi. Để em đi làm về rồi hãy nói nha. Bye bye. Mau lên đi. Mau lên. Ê, vậy chơi có xếp hàng mà không tin hỏi mấy người đẹp này đi. Sâu lớn này thiệt là xấu xa quá. Dựng à, chụp lấy. Ê, đây là điện thoại mà vợ bé nhỏ đã làm mất của mình mà. Sao kỳ vậy? Bác. À, coi chừng. Bác à, bác gửi nhật ký vũ trụ của con cho phi hành gia chưa vậy? Vậy ba của con có nhận được chưa? Bác tin ba của con đã nhìn thấy rồi. Hay quá, vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bác nghe. Không có gì, bác phải làm vậy mà. Lau miệng đi, coi con kìa, như con chó mỏng đen vậy. Theo những gì bác nói, y như là má con nói con vậy. À, phải chứ, con và má con ở khu này đã bao lâu rồi? Không biết là 26 năm hay là 27 năm. Hoàn cảnh ở đây rất tệ, nhà ở vừa nhỏ vừa cũ, mà cũng ở được 20 mấy năm hả? Không biết là 26 năm hay là 28 năm nữa. À, phải Dượng à, 27, 28 năm nay ở nhà con chỉ có con và má con hả? Có người nào khác, chẳng hạn như là có người đàn ông nào chăm sóc con và má con không? Có, chú Thụy đó. Chú Thụy, con người chú đó thế nào, có tốt với con và má con không? Chú Thụy là người rất là tốt. Chú đã mướn má đến tiệm chè đây làm cho nước nè. Không biết đã làm 26 năm hay là 27 năm nữa. Đã quen lâu vậy sao? Con không biết là có lâu hay không. Lúc con và má dọn đến đây thì đã quen với chú Thụy rồi. Chú nói chú coi con và má như là người nhà vậy đó. Còn chăm sóc con y như con của chú. Phải,
Nhưng mà con không muốn để người ta chăm sóc đâu. Con muốn làm người có ích. Con đã từng học làm trôi nước, nhưng mà con làm khó ăn lắm. Cứ như vậy hoài, thế nào cũng không có ai mướn con làm việc. Con muốn làm việc, ở nhà không đủ tiền xài sao? Con không có muốn làm con sâu ăn hại. Con không muốn ăn không ngồi rồi. Không muốn làm giấy vô dụng, xè tay xin tiền của má con hoài như vậy. Con muốn đi làm, ngoài việc làm trôi nước, không biết con còn có thể làm được cái gì. Con đành phải thả bong bóng nói cho ba con biết. Hy vọng ba con có thể giúp con. Các chị đồng nghiệp, buổi biểu diễn của phi hành gia lần này đã thành công tốt đẹp, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo điện thoại Basi của chúng ta. Trong tuần này khách hàng của thượng đài chúng ta đã tăng 200%. Hay quá. Kế hoạch lần này của tổ An Kỳ làm rất tốt. Đó là bổn phận của chúng tôi mà. Ngoài ra tổ còn lại cũng làm rất là tốt. Cho nên tôi quyết định cuối tuần này tổ chức buổi tiệc ăn mừng ở khách sạn của chúng ta. Hey, cảm ơn. Nè, tiệc ăn mừng này anh Thông cũng đến dự phải không? Dĩ nhiên rồi, tôi cũng gấp gì cũng sức mà. Được rồi, hôm đó chơi vui vẻ nha. Dạ. Ba hả? Chuyện gì vậy? Dạ, tăng ca xong, bây giờ con sắp về rồi nè. Dạ thôi, con mệt lắm. Con không đẩy xe của ba được đâu, con tự đi về được rồi. Dạ được, bye bye. Tân ca, còn phải đem việc về nhà làm sao? Anh không cần lượng giùm tôi đâu, tôi tự lượm được rồi mà. Anh đi đi. Anh Trung. Một đồng thôi mà. Anh chưa từng nghe lý luận kinh tế của một người rất nổi tiếng hay sao? Tuy chỉ là một đồng, nhưng giả sử anh không lượm lại thì trên thị trường sẽ ít đi tiền hàng lưu động của một đồng. Anh bớt xài một đồng thì sẽ có người lợi ích đi một đồng, người đó lợi ích đi một đồng thì sẽ lưu lý người khác lợi ích đi một đồng. Nếu trong xã hội này có thêm vài trường hợp như vậy thì cả hệ thống kinh tế không chỉ ít đi một đồng đâu. Lý luận này tôi đã từng nghe, nhưng không nghĩ là sẽ có người thực hiện. Anh nói như vậy tức là tôi khờ dại có phải không? Tôi nghĩ sau này cô hãy gọi tôi là Tử Thông đi. Cảm ơn anh Chu. Nếu cô thực sự muốn tôi nhớ lý luận kinh tế đó, đồng thời cũng muốn sau này tôi rớt một đồng sẽ lượm lại, gọi tôi là Tử Thông đi, tôi sẽ dễ nhớ hơn. Tôi đưa cô về. Dạ khỏi, tôi tự đón xe về được rồi. Thôi được, tạm biệt. Bye bye. Không nói tôi chạy thì tôi gọi anh là gì? Con xin lỗi chú nha, chú có đau không gì? Không, chú không thấy đau. Vậy con tới chỗ khác chơi, nếu không lát nữa lại đụng chú á. Ê nè, Dượng à, khoan đi đã. Con đâu có quen chú, sao chú lại biết tên con là Dượng? Chú cảm thấy con giống tên Dượng, vậy tên con có phải là Dượng không? Nói cho chú biết đi. Dạ phải. Ồ, xe điều khiển của con đẹp quá, mắc lắm hả, phải không? Xe này không phải mua đâu, là má con rút thăm trúng thưởng á. May mắn vậy sao? Dạ phải, gần đây rất nhiều người nói má con may mắn. Má con rút thăm trúng thưởng nhiều lần, vậy thích nhất là phần thưởng nào? Có nhiều phần thưởng con đều thích hết á. Nè, có nồi cơm điện, có bàn ủi nữa nè, phiếu mua sắm ở siêu thị nữa. Được rồi,
Vậy con có biết là má con muốn rút trúng cái gì nhất không? Ờ, má của con muốn rút mỡ. Sau khi rút mỡ rồi, má làm việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy còn bản thân con muốn rút trúng cái gì? Con thích chiếc xe này lắm, nhưng mà có chiếc xe bi bo thật thì càng tốt á. Trời, sao chạy nhanh dữ vậy? Không lẽ là của chú hồi nãy? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú bỏ quên hộp kẹo nè. Chú ơi, chú bỏ quên hộp kẹo nè chú. Chú đừng có đi mà, chú ơi bỏ quên hộp kẹo nè. Chú ơi, chú bỏ quên hộp kẹo. Chú bỏ quên hộp kẹo nè chú. Chú ơi, chú đi đâu mà nhanh dữ vậy? Chú bỏ quên hộp kẹo nè. Vậy sao? Ê, 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 ê. Con lượm được thì là của con, hả? Lấy đi. Không được đâu, má con nói là thấy người ta đứt đồ phải lượm lại cho người ta. Làm người không thể không thật thà. Chú cầm lấy đi, lần sau nhớ cẩn thận chút nghe. Ê, nè, con có thích ăn kẹo hay không vậy, hả? Nè, con rất là thật thà. Chú nên khen thưởng con. Hộp kẹo này coi như thưởng cho con. Mời con ăn. Hả? Con lượm lại cho chú mà chú lại đưa cho con? Không phải con lượm đâu, là chú mời con ăn. Nè, như vậy má của con sẽ không có la con. Hả? Cũng phải ha. Con cảm ơn chú. Được ăn còn được chơi nữa. Đã quá, đã quá. Cháu, sao cục kẹo này đẹp quá vậy? Mình nghĩ chắc là nó ngon dữ lắm. Sao vừa cứng lại không có vị hả? Giống y như là viên bi, nhưng mà tại sao lại vuông? Kỳ lạ. Trời ơi, gì chiếu dữ rồi. Làm gì vậy? Chói mắt quá. Ê, anh Vượng à, anh đang cầm cái gì vậy? À, viên bi làm chói mắt mọi người phải không? Đem bỏ nó nha. Ê, khoan đã, khoan đã. Đưa viên bi cho má coi. Ý, đây đâu phải là viên bi, là hột xoàn mà. Hột xoàn? Hột xoàn? Hột xoàn lớn vậy hả? Phải đó. Dương à, hột xoàn này con lấy ở đâu vậy? Có một người chú giống như là thần thám A Mông cho con á. Mấy viên kẹo kia đâu? Hả? Trả ra đi, trả ra. Không chịu, không chịu. Bà Tân à, lấy thuốc sổ ra để cho nó sổ hết đi. Dạ. Dạ, dạ con nhả, con nhả. Mau lên, mau lên. Chỉ là kẹo trái cây thường thôi mà, đâu có gì. À Dương à, kẹo vừa rồi con ăn có giống như viên này không con? Không có giống đâu. Viên này nó chiếu chiếu, nhưng mà nó đẹp cũng vô ít thôi. Cắn vô vừa cứng mà vừa lạ, không ngon gì hết. Vậy tức là cả hộp kẹo chỉ có một viên hột xoàn thôi. Không lẽ cả hộp kẹo toàn hột xoàn sao? Anh đừng có tham lam quá. Trời ơi, chú nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ mừng cho chị Liên thôi à. Dạo này số chị hên thiện nha. Rút thăm trúng thưởng được nhiều đồ, hàng Dưỡng nó cũng ăn ké được nữa. Chà, viên hột xoàn này đáng giá 100,000-200,000 đó nha. Chà, được nhiều tiền dữ vậy sao? Vậy con coi như là tiền vợ bé nhỏ trả cho má có được không? Viên hột xoàn này rất quý giá, chúng ta lấy của người ta cũng không đúng rồi. À phải, thật ra chú tặng hột xoàn này cho con là ai vậy? Con không có quen với chú đó, con đâu có biết đâu. Không phải đâu, đã tặng cho thằng Dương thì là của thằng Dương rồi. Thì phải rồi, thằng Dương đâu có ăn cắp, đâu có giật đồ, mình lấy đâu có vấn đề gì đâu. Phải đó. Biết đâu kẻ ăn cắp và giật đồ là người chú đó. Đâu có trùng hợp tới mức là tan vật chứ. Đâu trùng hợp bằng ăn kẹo mà thành hột xoàn. Này khoan 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 khoan, bây giờ tính sao đây? Không phải đó. Vậy đem báo cảnh sát đi. Trời ơi, giờ phung phí vậy. Vậy đi báo cảnh sát đi. Nè. Má ơi, má sao? Để má nhìn thêm chút nữa đi. Dạ. Ừ, thiệt tình. Tình hình giờ sao rồi?
Bây giờ tôi đang ở sở cảnh sát Tường Dượng Đổn. Hả? Họ đã biết thân phận của chú hả? Vậy không phải. Tôi đến sở cảnh sát là mẹ con Đinh Tú Liên. Họ cầm viên hộp sàng đi báo cảnh sát. Thật ra từ đầu tôi đã lường trước rồi. Lâu nay tánh của bà rất là thật thà. Theo việc điều tra và theo dõi của tôi mấy ngày nay, tôi phát hiện Đinh Tú Liên chỉ là một bà nội trợ tầm thường thôi. Ngoài việc ham đồ rẻ tiền ra thì không có lòng tham về cái khác. Cái mà bà muốn rút thăm chút được là theo như Thường Dượng nói là muốn rút mở. Còn Thường Dượng vui nhất là trúng được chiếc xe, nhưng mà nó hy vọng đó là một chiếc xe thật. Muốn có chiếc xe thì không có, nhưng Dượng nó phải biết lái xe. Để tóm lại, mẹ con Đinh Tú Liên đều là người thật thà. Nhưng giả sử ông Trung muốn tiếp tục tặng quà cho họ, tôi nghĩ tốt nhất là dùng phương pháp rút thăm. Tôi hiểu rồi, chú tiếp tục làm việc đi. Đó. Em biết tính chị mà, khi nào chưa làm xong việc có đi chơi cũng không vui. Có gì em có thể giúp được chị? Sắp xong rồi. Xong hết rồi, đi thôi. Đi. Ý, chưa được đâu. Các đồng nghiệp qua đây một chút. Xin chú ý, xin chú ý. Có một số tặng phẩm dựa theo điện thoại 3G tặng cho khách hàng, nhưng mà trên hộp lại in sai số điện thoại của công ty chúng ta. Bây giờ phải kiếm người sửa hết toàn bộ, ngày mai phải đem gửi nó. Cho nên làm phiền cô mau chóng làm cho xong. Nhưng tới giờ đi dự tiệc rồi. Bây giờ đi chơi quan trọng hơn làm việc sao? Nếu phải thì khỏi làm việc, ngày nào cũng đi chơi luôn đi. Đi chắc à. Vậy còn anh, Kitty, Ben và mọi người nữa, mọi người cùng một tổ, sao chỉ có một mình chỉ làm? Tất cả mọi người không làm nè, sao? Nè cô Kỳ, bây giờ tôi dặn nhân viên tôi làm việc, có cần cô phê duyệt không vậy? Cho dù anh Thông ở đây, tôi cũng nói vậy thôi. Cô đi, lấy hàng đi. Nè, đi chơi đi. Nè, có phải lần trước em giúp chị trước mặt anh Thông nên bây giờ anh hay chống đối chị không? Chị đi làm việc đi. Số mấy vậy? 309. Chị sao rồi? Sách nổi không? Em sách phụ chưa? Phụ chị sách túi này đi. Không biết chị vì cái gì nữa, đường xá xa xôi còn đem quà tặng theo. Thì cũng vì phúc lợi nhân viên mà chị xứng đáng có. Thì cảm ơn hôm nay là phần thưởng chị xứng đáng. Dù có làm việc chị cũng phải đem theo tới khách sạn để làm. Chúng tôi đi ăn buffet, cô làm việc của cô. Nếu thích thì đem thức ăn xuống phòng vừa ăn vừa làm đi ha. Vui vẻ lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Anh Trung, cô lại quên rồi à? Anh Thông, nghe một người nói cô muốn tranh thủ phúc lợi nhân viên cô xứng đáng có nên để công việc tới đây làm. Xem ra cũng nhiều việc quá ha. Một đêm sẽ làm hết được sao? Được, nhất định là được. Nếu không ngày mai tôi cũng không được đi chơi, cả tiền xe cũng lỗ luôn. Được rồi, để tôi dặn họ đem thức ăn cho cô. Cũng được. Có phải công ty thanh toán không? Cô siêng năng như vậy, cô xứng đáng mà. Alo. Vợ bé nhỏ ơi, em đang ở khách sạn hả? Chừng nào em mới về? Em đã nói là tối mai mới về rồi mà. Vợ bé nhỏ ơi, sao tiếng của em kỳ quá vậy? Trời ơi, em bận muốn chết luôn. Anh đừng có làm phiền em nữa có được không? Chị đi nha, bye bye. Vợ bé nhỏ sắp chết hả? Chị Hảo à, cảm ơn chị nghe khuya rồi cũng đưa em tới khách sạn. Em ngại quá trời luôn á. Bỏ đi, tôi không giúp anh thì ai giúp anh? Không lẽ bỏ mặc anh ban đêm một mình đón taxi đến đó hay sao chứ? Chị Hảo, chị thật là tốt với em. Bộ anh biết sao? Trong lòng anh chỉ có vợ bé nhỏ của anh thôi.
nửa đêm nửa hôm mà còn đi cứu cổ. Cổ nói là cổ sắp chết, em lo cho cổ lắm. Tôi ở tiệm chè làm từ sáng tới tối, không thấy anh lo lắng cho tôi gì hết vậy. Đi mau, đi mau. Trời ơi, tôi không có vào đâu, anh vào đó một mình đi. Khách sạn ở đây nè, lát nữa lên lầu 3 tìm phòng 306. Hả, chị không cùng em đi cứu vợ bé nhỏ sao? Dĩ nhiên là tôi không đi rồi, tôi cùng anh lặn lội đường xa tới tận đây, anh còn bắt tôi vào cứu cổ nữa hả? Hẹp anh đi. Ồ. Nè, tôi sẽ đứng đây đợi anh. Tóm lại trời rạng sáng anh phải quay lại đây tìm tôi. Nếu không dì Liên biết tôi giúp anh trốn đi á, thì dì ấy sẽ giết tôi chết đó. Ê, tôi biết rồi. Vợ bé nhỏ. Anh Dương. Sao anh lại tới đây vậy? Trong điện thoại anh nghe em nói làm việc mệt sắp chết, anh lo cho em dĩ nhiên phải tới đây rồi. Lần này không phải làm việc mệt chết mà bị anh lập tức chết được. Hả? Có phải giống như mọi người nói, xuôi cũng chết, ngược cũng chết, phải vậy không? Thêm một người, thêm một đôi tay chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi. Nè. Làm cũng nhanh quá ha. Vậy sao? Đừng dừng tay, tiếp tục đi. Mướn anh đóng gói cũng được lắm. Có thật là sẽ có người mướn anh làm không? Đã nói là đừng có dừng tay mà mau làm tiếp đi. À, nếu có người chịu mướn anh thì mỗi ngày anh không có ăn cơm ngồi rồi, xòe tay ra xin tiền má làm con sâu ăn hại. Anh còn nhớ những gì ba em nói hả? Ừ. Biết nhục để phấn đấu cũng là một chuyện tốt. Anh tìm việc làm đi. Chỉ cần anh chịu làm, không có gì anh làm không được. Không biết có ai chịu mướn anh làm không chứ. Giống em nè, cũng xuất thân ở khu nhà nghèo. Trước đây mấy người ở xí nghiệp ai cũng coi thường em, không thể ra nước ngoài học. Nhưng sau cùng Kinh Tân đã nhận em. Chỉ cần em có lòng kiên nhẫn, ước mơ sẽ thành sự thực, có phải không? Chỉ cần có lòng kiên nhẫn, ước mơ sẽ thành sự thật. Anh về làm vừa suy nghĩ đi. Nếu không được, làm xong hãy suy nghĩ. À. Rốt cuộc cũng làm xong rồi. Cũng nhờ anh hết đó anh Dượng à. À, cũng nhờ anh hả? Tất nhiên rồi. Anh đói bụng không? Muốn ăn gì em đãi anh. Anh rất là mệt, anh không có muốn đi đâu. Vậy em gọi điện kêu thức ăn nha, ăn ở trong phòng ha. À, không được đâu. Anh phải xuống dưới. Chị Hảo nói lúc trời sáng anh phải xuống dưới đó. Vậy em đưa anh xuống. À. Chào anh Chung. Vợ bé nhỏ, em nhớ. Em nhớ tối nay về, đừng biết có đi rồi. Khuya quá nghe. Em biết rồi mà. Có tha rồi. Không lẽ người này là chồng cũ? Xin chào. Chà, tội nghiệp quá, mắt bị thâm quầng hết trơn. Nếu muốn sau này đỡ cực nhọc có nhiều cách để làm lắm nữa. À, trời. Ôi. Có chuyện gì vậy? Anh ta sắp sửa gì đó? Nè, đừng nói bậy nói bạ nghe. À, bây giờ cô ra vẻ tử tế. Tối qua chính mắt tôi nhìn thấy người đàn ông vào phòng của cô. Phải thì sao, không phải thì sao, liên quan gì tới anh chứ? Phải cũng không có nghĩa là có quyền sàm sỡ tôi. Ê, đừng có tùy tiện nói sàm sỡ nghe. Ê, có mũi kìa. Ê, dạ, bay ở đây nè, ở đây. Ê, à. Ở dưới chân kìa. Ôi, à. Ý, sao trễ vậy? Nè, đánh bóng bốn. Được, tôi theo nhóm của anh. Vậy bọn chị sao vậy, chưa tỉnh ngủ hả?
Có phải tối qua làm suốt cả đêm luôn? À, làm đêm với bạn trai không? Em dĩ nhiên là chưa tỉnh rồi. Nè anh xấu quá đi. Chà, hồi nãy em nói không tại hơn anh đó. Richard đã nói gì với mọi người? Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Thật ra mọi người nhiều chuyện quá làm gì? Phát banh đi. Rồi anh đã giải dây giùm tôi. Nếu không, không biết họ sẽ cười bao lâu nữa. Thật ra tôi cũng phản đối mọi người dắt bạn đi cùng. Mọi người cùng chơi càng vui hơn. Tôi nghĩ anh cũng hiểu lầm rồi. Thật ra ảnh... Tôi hiểu mà. Chồng cô có vấn đề đó, không muốn nhắc là chuyện bình thường. Xin lỗi nha, anh muốn nói gì? À, ý của tôi là đó là chuyện riêng của cô. Tôi không có quyền hỏi và cũng không nên hỏi. Có phải tôi không cần phải giải thích với anh? Sao tôi lại nói những lời cười dại hả? Vừa rồi chính anh nói là không nên hỏi. Tôi cũng không cần giải thích kia mà. Không có gì, ok mà. Tới đâu đây? Về nhà. Sớm vậy sao? Bộ anh nghĩ tôi là người không thích ở nhà sao? Không phải, cô giống là người có nhiều đeo đuổi và có nhiều tiết mục. Nhắc đến chuyện có nhiều người đeo đuổi thì tôi thua anh xa. Nói mấy ngày nay đám con gái đó mặc toàn những bộ đồ hở hang. Tôi sợ sáng thứ hai tất cả đều phải nghỉ bệnh đó. Vậy tôi liên lụy tới cô rồi, xin lỗi nha. Sao vậy, không được khỏe hả? Hay là cô đi xe của tôi, tôi nhờ người lái xe về giúp cô. Cũng được. Cảm ơn. Cô rảnh ráp hình ráp sao? Bao nhiêu miếng? 5.000 miếng. Cô cũng xiên quá ha. Thường anh hay ráp hình bao nhiêu miếng? Tôi sợ buồn lắm nên ít ráp hình ráp. 5.000 miếng tôi đã rút ra một nửa. Đây chỉ còn 2.000 mấy miếng. Anh thử dựa vào đây coi cô đoán được đó là hình gì không? Nếu không đoán được phải kêu tôi đưa hình ráp thì coi như anh thua một hiệp. Như vậy sẽ đỡ buồn hơn. Buồn hay không là coi đối thủ. Tôi đã chọn anh làm đối thủ, dĩ nhiên anh không phải là người buồn chán. Sầu trong đế thong quá cùng mấy buồn ngô câu câu. Thong lâu an sao cháu của ngoài tông này căng ngô. Sao chấp hệ thong quá chỉ có nhiều trời hăng cô. Sáng chi ngoài buồn quá, tình cảm chung nhau này căng ngô. Trong tâm lại y mê tâm buồn lại duyên phong sáng sở hữu dịch buồn trời thông hoa lời những giây phút lạc hồ y anh thâu.